Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho các em tới bài 175 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho em bài 176. Rồi, chúng ta bắt đầu đi sang bài 176 nha các em nhé. Chúng người ta yêu cầu các em thực hiện phép tính. Ta có câu A. Đối với cái việc thứ tự thực hiện phép tính thì chắc có lẽ các em đã nắm hết rồi đúng không em? 176 này. Câu A. Cái đề bài các em ghi lại giúp thầy nhé. Thầy sẽ hướng dẫn bắt đầu làm bước thứ nhất luôn. Ok không nào? Để tiết kiệm thời gian của thầy nhá. Như vậy các em nhìn này. Ở đây là hỗn số này. Hỗn số đưa về phân số này. Cái này là số thập phân này, 0,5 thì 0,5 nghĩa là 5 phần 10. 5 phần 10 nghĩa là bằng 1 phần 2 mũ 2 nhá. Nhân 3, số 3 này cứ để đó đi. Cái này để đó đi, phân số rồi. Cái này hỗn số đưa về phân số nha. Hỗn số đưa về phân số nha. Tất cả các phép tính này chưa đụng chạm gì hết, được chưa? 1 nhân 15 thì bằng 15 cộng 13 nghĩa là bằng 28 phần 15. Được không? Nhân 0,5 đó chính là 1 phần 2 mũ 2, nhân 3 để đó luôn. Cộng, mở ngoặc ra, 8 phần 15 để đó đi. Trừ này, 1 nhân 60 là bằng 60, cộng 19 là bằng 79 đúng không? 1 nhân 24 cộng 23 là 47 đúng không? Đó. Làm từ từ các bước như vậy ha các em ha. Bằng tiếp. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành thực hiện cái lý thừa này. Cái lý thừa này 2, 1 mũ 2 vì là 2 mũ 2. Như vậy 28 phần 15 cứ để đó đi. 1 mũ 2 bằng 1, 2 mũ 2 là bằng 4, nhân cho 3. Phải nào? Tiếp tục. Đối với trong ngoặc chúng ta tiến hành quy đồng. Như vậy mẫu chung ở đây đã chính là bao nhiêu em? Đã chính là 60. 60 chia 15 thì được mấy? Có phải được 4 không? Lấy 8 nhân 4 này, trừ 79 nhân cho 1. Tại vì 60 chia 60 bằng 1 ở đây. Chia. Chia thì đây thầy sẽ nhân gì? Nghịch đảo trở thành là 24 phần 47. Còn không là các em cứ vẫn ghi chia lại cũng được. Có thể tùy. Các em hiểu nè. Rồi thầy đẩy lên đây để thầy kê cho nó dễ nhá. Bằng tiếp. Các em nhìn này. 28 nhân 1 nhân 3. Ở đây 15 nhân 4 điện tí nữa 28 với 4 này, 3 với 15 này. Ở đây là 32 các em. Thầy tính nhanh trong đây nha. 8 nhân 4 bằng 32, 32 trừ 79. 32 mà trừ cho 79 là bằng -47 nha các em. Phần 60 ở đây nhân 24 phần 47. 28 mà chia 4 thì đây là được 7 này. 3 với 15 thì đây được 1 này. Cái đây còn 5 này, đây còn 1, đây 7, chứng tỏ là 7 phần 5 này. Cộng này. 47 với 47 đây là trực tiêu này. Các em thấy không? Như vậy nó sẽ còn là -24 phần 60. Như vậy tiếp tục nó bằng 7 phần 5. Cộng, ở đây chúng ta tiến hành thu gọn em. Phải không? Chúng ta tiến hành thu gọn như vậy theo em thì chia cho bao nhiêu em? Chia cho 12 nha. Ở đây thầy chia cho 12, đây chia cho 12 thì nó còn là -2/5. Được chưa? Như vậy ở đây nó cùng mẫu rồi thì chúng ta viết mẫu lại. Ta lấy 7 trừ 2 thì sẽ bằng 5/5 thì sẽ bằng 1. Đó. Kết quả rất là đẹp. Rất là đẹp luôn các em nha. Rồi, đi sang câu B. Nhìn xíu đây. Nếu quá trình xem mà hay dễ hiểu thì giúp thầy click quảng cáo và đăng ký vào kênh của thầy anh em nhé. Like, comment, share, subscribe. Ok. B. Câu B nè. Rồi chúng ta có câu B. Cái đề bài chắc các em ghi lại giùm thầy nha. Thầy hướng dẫn biến đổi thôi. Ở đây các em thấy có lý thừa này. Chúng ta biến đổi 11 mũ 2 này trước.
cái này ghi lại, cái này chúng ta ghi lại luôn. 0,01 thì nó chính là 1/100. Thầy đưa cái anh này về 1/100 luôn nha. Được chưa? Ok. Như vậy chúng ta có là 11 mũ 2 này bằng 121 nha các em nha, nghĩa là các em lấy 11 nhân 11 đấy. Chia cho đây là 200 cộng cho 0,415. Chia ở đây thì biến đổi trở thành là 1/100 nha. 1/12 cứ để đó. Cái anh đây là số thập phân, đưa bên ngoài thầy đưa anh đây vô trong. 3 x 6 là 18 cộng 1, đây chính là cộng cho 19/6 này, trừ 37,25. Được chưa? Bạn tiếp. Bây giờ thầy sẽ lấy 121 chia cho 200 thử chẵn nha các em nha. Đây là các em. Nó bằng 0,605 các em nha. Chúng ta tới thời điểm này thì cứ nên sử dụng máy tính các em ạ. Không có việc gì mà không sử dụng. Chia ở đây, chia ở đây thì nghĩa trở thành là nhân 100 ha các em ha. Rồi, tiếp tục ở đây người ta quy đồng. Các em quy đồng bấm máy tính luôn cho nhanh nha. 1/12 cộng cho 19/6 à. Đúng nè. 13/4 trừ 37,25. Như vậy các em lấy cái 2 này cộng lại, lấy 0.605 cộng 0.415. Đây các em, bằng 1,02. Ở đây người ta nhân cho 100. Ta lấy 13 chia cho 4 thì bằng 3,25 trừ 37,25. Như vậy trên đây chắc chắn nó bằng 102 này. Ở dưới đây chúng ta lấy cái số liệu này chúng ta trừ cho 37.25 thì bằng -34 các em. 102 chia cho -34 thì bằng -3 các em nha. Các em. Ok. Ta đi sang bài 177 nhé. Rồi chúng ta có bài 177 các em. Độ C và độ F. Hồi giờ các em đã nghe độ F chưa? Chưa nghe thì bây giờ chúng ta học, chúng ta sẽ biết độ F là gì nhá. Như vậy ở nước ta thì chúng ta sử dụng độ C chứ không phải là độ F nha các em nhé. Ở nước ta và nhiều nước khác, nhiệt độ được tính theo là độ C, chữ đầu của Celsius nhá. Đây là Celsius các em. Đây này, Celsius. Ở Anh với Mỹ và một số nước khác thì nhiệt độ lại được tính theo bằng độ F. Độ F chữ đầu của Fahrenheit. Đây các em, Fahrenheit ha. Công thức đổi từ độ C sang độ F đây này. Người ta ban đầu cho các em là độ C đổi độ C sang độ F thì theo công thức là F sẽ bằng là 9/5 nhân C cộng cho 32 nha. Như vậy ở đây chúng ta có nè. Ta có câu A này. Tính xem trong điều kiện bình thường nước sôi ở nhiệt độ bao nhiêu độ F. Bạn em biết ở nước sôi thì người ta cho tính là C là bằng bao nhiêu? Bằng 100 này. Thì để chúng ta tính ra được độ F phải không nào? Nhưng mà chúng ta lập luận là trong cái điều kiện bình thường nước sôi ở bao nhiêu các em? Ở 100 độ C và nó tương ứng với cái độ F, đó chính là gì nè?
chúng ta thế vô đây, C người ta bây giờ bằng 100 gam, nghĩa là C đây là bằng 100 độ C này. Như vậy chúng ta sẽ thế vào chỗ đây này. Như vậy chúng ta suy ra F sẽ bằng là 9/5 nhân cho C nghĩa là nhân 100 cộng cho 32. Phải không em? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lấy 9/5. 9 chia cho 5 bằng nhân cho 100 thì bằng 180 cộng cho 32 thì sẽ bằng 212 độ F. Được chưa nào? Đó. Ta đã hiểu cái phần này chưa nào? Rồi chúng ta đi sang câu B nhé. Lập công thức đổi từ độ F sang độ C. Nghĩa là ở từ công thức này này em, đây là độ C sang độ F. Bây giờ F sang C ha, ta dựa vào đây. Nhưng mà ta cũng xuất phát từ công thức là F sẽ bằng 9/5 C cộng 32. Thì ở đây thầy sẽ chuyển vế đổi dấu, chuyển cái cộng 32 này, chuyển cái này qua bên đây đổi đổi dấu. Như vậy nó sẽ trở thành là F trừ 32 cộng thành trừ này các em, thấy không nào? 9/5 C. Như vậy ở đây chúng ta suy ra C sẽ bằng là F trừ 32 chúng ta chia cho 9/5. Như vậy thì ở câu B người ta cho là 50 độ F, nghĩa là F ở đây là của chúng ta là bằng 50, mà ở đây chúng ta F bằng 50 này, nên chúng ta sẽ thế vào chỗ đây để chúng ta tính ra C. C bằng là như vậy 50 trừ cho 32 và chia cho 9/5. Được chưa? Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng là bao nhiêu các em? 50 trừ cho 32 sẽ bằng là 18, chia cho 9/5 sẽ bằng 10 độ C các em. Đó. Các em hiểu không? Đó, em nhìn xíu nào. Câu A, câu B nè. Ok chưa? Bây giờ chúng ta xem câu C nhé. Ở Bắc Cực có một thời điểm mà nhiệt kế đo độ C và nhiệt kế đo độ F cùng chỉ một số, tìm số đó. Nghĩa là bây giờ cái C này á, cái câu C nghĩa là độ C bằng độ F, nghĩa là C bằng F các em ạ. Các em xuất phát từ công thức này. Ta nhìn vào công thức này này. Như vậy C bằng F, bây giờ thầy sẽ thế C này bởi F luôn. Như vậy thì chúng ta có là, ta có ở đây là F sẽ bằng là 9/5. Bây giờ C, thầy không thấy C nữa mà thầy thế F luôn, cộng 32. Thầy chuyển cái 9/5 này sang bên đây nha. Như vậy F sẽ trừ cho 9/5 F sẽ bằng 32, chuyển vế đổi dấu. Ngay chỗ đây là cộng chuyển thành trừ nè các em. Như vậy ngay chỗ đây không ghi nghĩa là số 1 đó các em. Chúng ta ngầm hiểu hình thầy là số 1. Các em sẽ lấy hình thầy là 1 trừ cho 9/5 thì sẽ bằng -4/5 F bằng 32. Như vậy ở đây chúng ta suy ra F sẽ bằng 32, chúng ta chia cho -4/5 sẽ bằng. Như vậy thì ở đây chúng ta có là 32, chúng ta chia cho -4/5, tí nữa thêm cho trừ thêm sau nhé, thì sẽ bằng 40 nè các em. Như vậy ở đây chứng tỏ C bằng F và bằng 40 độ C, -40 độ C. Đó. Như vậy C bằng F ở đây chúng ta tìm được là ra được là -40 độ. -40 độ C với -40 độ F. Nhìn xíu câu A này, câu B với câu C này nghe. Câu B trước. Ok. Được chưa nào? Rồi chúng ta đi sang cái bài tiếp theo nhé. Bài 178 em, tỷ số vàng.
Người cổ Hy Lạp và người cổ Ai Cập đã ý thức được những tỷ số đẹp trong các công trình xây dựng. Họ cho rằng hình chữ nhật đẹp là hình chữ nhật có tỷ số giữa chiều dài và chiều rộng. Đây là em, thầy tóm tắt cái đề bài xíu nhé. 178. Nếu mà cái tỷ số đẹp là chiều dài này chia chiều rộng này thì nó sẽ bằng 1 chia cho 0,618. Vì thế cái tỷ số ở này được gọi là tỷ số vàng theo cách gọi của các nhà danh họa này nọ đấy, không? Đây anh em, các hình chữ nhật. Được chưa? Khi nghiên cứu kiến trúc của đền cổ Parthenon ở cái 18 đấy nha, 18 đây, các em tự xem nhé, trong sách có đâu. Ở Hy Lạp ấy, người ta nhận xét kích thước của các hình học trong đền phần lớn chịu ảnh hưởng của tỷ số vàng. Như vậy thì ở đây này, ta xem này, câu A này. Các kích thước của một hình chữ nhật tuân theo tỷ số vàng, biết rằng chiều rộng của nó ấy, chiều rộng ở đây của nó là bằng là 3,09 m. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó thì chiều rộng và chiều dài nó theo cái tỷ lệ này các em này. Các em thấy không? Rộng có rồi, chiều dài. Như vậy thì chúng ta gọi x mét là chiều dài của hình chữ nhật. X điều kiện chúng ta lớn hơn 0 các em ha. Như vậy thì chúng ta có x không? Chia nghĩa là đây 3,09 này sẽ bằng là 1 chia cho 0,618, có đúng không em? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành nhân chéo nó, đây nhân đây, đây nhân đây. Lấy x nhân 0,618 sẽ bằng 1 nhân cho 3,09. Như vậy chúng ta suy ra x này sẽ bằng là cái này nhân 1 thì cũng chính là bằng 3,09 chia cho 0,618. Rồi, ta dùng máy tính bấm luôn. 0,618 sẽ bằng 5 rồi các em. Thấy chưa? 5 m. Đơn giản vậy thôi. Vậy là kết luận này là vậy. Cái chiều dài hình chữ nhật là 5 m. Ok. Xem tí chúng ta chuyển sang câu B nhé. Rồi câu B. Chiều dài của một hình chữ nhật là 4,5 m. Để có tỷ số dài thì chiều rộng. Bây giờ ngược lại ha. Người ta lại cho chiều dài người ta là 4,5. Thì người ta cũng dựa vào cái này, tỷ lệ này. Như vậy bây giờ cái câu B á, chúng ta gọi y mét là chiều rộng của cái hình chữ nhật. Điều kiện chúng ta y đây lớn hơn 0. Như vậy ở đây dài, dài chia rộng. Như vậy dài của chúng ta là bằng bao nhiêu nè? 4,5 thôi nè. Như vậy chúng ta có 4,5, chúng ta chia y sẽ bằng 1 chia cho 0,618. Đây chúng ta nhân chéo đây, nhân chéo đây. Như vậy chúng ta có 4,5 nhân 0,618 sẽ bằng 1 nhân cho y. Như vậy ở đây chúng ta suy ra y, 1 nhân y, lấy 2 đây nhân lại với nhau. Như vậy chúng ta lấy 4.5 0.01618, nó chính là bằng là 2,781 nha. Mét. Đó nè. Vậy chiều rộng hình chữ nhật là 2,781 m. Còn B em được chưa? Rồi chúng ta đi sang câu C. Một khu vườn chữ nhật có chiều dài của chúng ta là, chiều dài của chúng ta ở đây là
bằng là 15,4 mét, chiều rộng ở đây là 8 mét. Khu vườn này có đạt tỷ số vàng hay không? Thì các em đã biết là cái tỷ số vàng là nó phải theo tỷ lệ này các em, dài chia rộng bằng 1 chia cho 0,168. Đó nào, như vậy thì cái tỷ số vàng á, cái tỷ số vàng của chúng ta á, đó chính là dài chia cho rộng thì bằng 1 chia cho 0,168. Đó nào. Như vậy thì theo kích thước của hình chữ nhật, theo kích thước hình chữ nhật trên thì người ta có dài chia cho rộng á, thì nó sẽ bằng ở đây là gì các em? Có phải là 15,4/8 không? Ở đây nếu như người ta mà làm nó ra được là 1/0168 thì nó sẽ đạt tỷ số vàng, mà cái này khác ấy, thì không được đúng không nào? Như vậy thì chúng ta bấm luôn đi. 15,4 chia cho 8 bằng ở đây là 1,925. Còn tỷ số vàng này, tỷ số vàng thì nó lại bằng 1 trên 0,168 thì bằng bao nhiêu đây? 1 chia cho 0,6, cái đây 0,618 nha. 618 nha. Như vậy thì ở đây bỏ đây, thầy ghi nhầm. 618 thì nó là 1,618 à. 1,618 thì chứng tỏ là chúng ta suy ra ở đây là 1,925 nó lại khác với là 1,618. Nên chúng ta suy ra ở đây là 15,4/8 nó lại khác với 1 trên cho 0,618. Nên là chúng ta kết luận là gì các em? Do vậy khu vườn, khu vườn này có đạt hay không đạt em? Không đạt cái tỷ số vàng đó anh em. Rồi, coi như tới đây là thầy đã hoàn thành xong cái chương trình đại số của năm lớp 6 cho các em. Còn về chương trình năm lớp 7 thì trong kênh của thầy đã có đầy đủ từ học kỳ 1 cho tới học kỳ 2. Bạn nào muốn học trước thì vào ở trong kênh của thầy, để vào trong đăng vào kênh thầy Quang, vào danh sách phát, sau đó chúng ta xem nhá. Cả toán, cả sinh, hình đại đều có hết. Ok. Xin chào và gặp lại các em trong clip tiếp theo giải đề thi nhé.